Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 8 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần số 8 như sau. Nam Hải Ngạc Thần nôn nóng đòi Đoàn Dự bái y làm sư phụ. Đoàn Dự dùng kế quảng binh, cứ nói hưu nói vượng, biện thuyết chi ly khiến lão ta tức muốn vỡ lồng ngực mà không thể ra tay giết người được. Nam Hải Ngạc Thần có hẹn với mấy người trong tứ ác ở đỉnh núi bên kia vực mà việc thu đệ tử này không thể giải quyết ngay lúc này được. Lão bèn bắt Mộc Uyển Thanh mang đi làm tù binh. Khi nào Đoàn Dự đến khẩn cầu lão ta làm sư phụ thì mới tha cho cô ta. Tứ ác gồm 4 người. Ác quán Mãn Doanh Đoàn Diên Khánh là đại ca, vô ác bất tác dịp Nhị Nương, hung thần ác sát Nam Hải Ngạc Thần và đứng thứ tư là cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Nam Hải Ngạc Thần cấp Mộc Uyển Thanh lên đỉnh núi chưa được bao lâu thì nghe tiếng trẻ con khóc tức tưởi. Một cô nương sửng sốt thấy Diệp Nhị Nương xuất hiện mà không nghe thấy tiếng động nào. Bà ta khoảng 40 tuổi, da trắng tóc dài, là người có nhan sắc, y phục xanh biển, trong tay ẵm một đứa bé mập mạp, trông rất dễ thương. Mỗi ngày bà ta bắt một đứa bé đùa nghịch, nựng nịu rồi giết đi. Hôm nay bà ta và Ngạc Thần lên ngọn núi này có ý chờ đại ca và tứ đệ của họ. Như vậy, một cô nương đối phó như thế nào trước bọn ác nhân này? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Nam Hải Ngạc Thần hậm hực nói. Cũng chẳng phải là anh gì nhé. Nè, lão đại muốn đánh, thì liệu người có chạy nổi không? Diệp Nhị Nương đáp. Ta đâu có mong trước Diệp Đại Nương. Việc gì mà lão đại lại gây sự với ta? Cục cưng à, ngoan. Nam Hải Ngạc Thần lại chửi. Cục mẹ nó, bà đừng có gọi nó là cục cưng nữa có được không? Diệp Nhị Nương cười nói. Tam đệ đừng có nóng mà. Ngươi có biết chuyện hôm qua lão tứ đi đánh nhau với người ta bị thua không? Nam Hải Ngạc Thần ngạc nhiên hỏi. Sao? Lão tứ bị thua ai? Diệp Nhị Nương nói. Con nhãi kia trông có vẻ như không bằng lòng. Chắc là nó đang rủa ta. Sao mỗi ngày lại đùa nghịch chết một đứa nhỏ? Ngươi giết nó trước đi, rồi ta sẽ kể cho ngươi nghe. Nam Hải Ngạc Thần ngần ngừ đáp. Y là vợ đồ đệ ta. Nếu giết y, ta e rằng chồng y không chịu bái sư nữa. Diệp Nhị Nương hỏi. Vậy không phải học trò ngươi rơi vào sơn cốc chết rồi hả? Nam Hải Ngạc Thần đáp. Cái đó chưa chắc. Nếu té xuống chết thì cũng phải còn thi thể. Chắc là trốn ở đâu một hồi rồi sẽ đến đây lại lột xin ta thu làm đồ đệ. Diệp Nhị Nương cười nói. À, vậy thì để ta động thủ giúp cho. Đồ đệ ngươi có đến thì bảo y tới kiếm ta là xong. Con bé này có đôi mắt xinh quá, khiến cho ai trông thấy cũng phải mê mệt. Tại sao trời lại không cho ta đôi mắt như vậy chứ? Trước hết ta phải móc con ngươi nó ra. Mộc Uyển Thanh sợ toát mồ hôi hột, lại nghe Nam Hải Ngạc Thần nói. Không được. Thôi, để ta điểm việc cho nó ngủ đi vài ngày. Lão không chờ Diệp Nhị Nương trả lời, đưa ngón tay điểm luôn hai huyệt vào sau lưng và dưới vai Mộc Uyển Thanh. Mộc Uyển Thanh thấy choáng váng rồi không biết gì nữa. Không biết nàng đã mê đi bao lâu, đến lúc tỉnh dậy thì thân thể lạnh toát, bên tai vẫn nghe những trận cười khô khan khủng khiếp. Tuy gọi là cười nhưng chẳng khác gì tiếng dao mài trên mảnh thép, khiến người nghe phải nhức cả hai hàm răng. Mộc Uyển Thanh biết rằng nếu mình chỉ cử động một chút, đối phương sẽ phát giác ngay, thế nào cũng ra tay nghiệt ngã. Nên tuy tê mỏi mà cũng không dám duỗi chân tay. Nàng nghe Nam Hải Ngạc Thần nói. Lão tứ, ngươi không việc gì phải qua trường. Ta muội nói ngươi bị đánh tơi tả còn lấp liếm nỗi gì.
Thật sự có bao nhiêu kẻ địch vậy đánh người vậy? Tiếng người khi the thé khi ồm ồm kia nói: ta bị bay tên vậy đánh, mà toàn là những tay gió nghe và bất nhất. Dù ta có bản lãnh mấy cũng không thể giết hết chúng được, nên mới bỏ đi. Một Uyển Thanh nghĩ thầm: thì ra là lão tứ cùng hung cực ác đã đến rồi. Nàng rất muốn xem cái gã cùng hung cực ác này hình dáng như thế nào, nhưng không dám quay đầu lại mở mắt ra. Lại nghe Diệp Nhị Nương nói: lão tứ chỉ quen biệt bợm, rõ ràng đối phương chỉ có hai gã mà dám phỉa thêm năm gã nữa. Những tài võ nghệ bậc nhất ở đâu mà lắm vậy? Lão tứ giận dữ nói: làm sao mà biết, bà có chính mắt trông thấy hay không? Diệp Nhị Nương mỉm cười nói: nếu ta không chính mắt trông thấy thì làm sao biết được. Hai người đó, một đứa sực không giúp ta một tay, chị tỷ muốn người ta giết lão tứ này mới mát rượu có phải không? Diệp Nhị Nương càng cười lớn: cùng hung cực ác dân trung hạt đã là con hạt trên mây, ai không biết người giỏi kinh công trên đời có một không hai, đánh thua người ta thì chạy chứ sao. Dân trung hạt nghe Diệp Nhị Nương nói vậy tức sôi lên, càng nói lớn: ta là lão tứ, bị thua với tay người khác muốn vẽ vẹn lắm hay sao? Bọn ta tứ đại ác nhân lần này á tụ hội đâu phải chỉ để đi thi mạng cho lão bị thịt trung giảng cựu, thì có đưa vợ con đến ngủ với ta đâu. Lão đại có thù sâu như biển với hoàng phủ đại lý, thì gọi chúng ta đến liên thủ xông lên, ta mới ra quân đã bất lợi, muốn lại đứng ngoài vỗ tay, liệu ta có nên nói cho lão đại biết hay không? Diệp Nhị Nương cười nói: nè tứ đệ à, ta chưa thấy khinh công của ai mà tuyệt diệu như ngươi, quả thật là danh bất hư truyền. Người lướt như khói tỏa chim bay, hai gã kia chỉ còn nước ngóng bụi mà trông theo. Đến như tỷ tỷ đây đuổi cũng còn chưa kịp. Nếu không như thế, đời nào người chị này lại đứng ngoài tụ thủ bàn quan? Dường như bà ta sợ lão tứ mách lại với lão đại, nên vội vàng nói lấy lòng mấy câu. Dân trung hạt hừ một tiếng, xem ra nộ khí đã bớt nhiều. Nam Hải Nhạc Thần cũng hỏi: đạo tử, con nào mà ghê gớm vậy? Phải chăng cũng lại mấy thằng chó săn trong đám hoàng phủ nước đại lý? Dân trung hạt bực mình nói: mười phần á, chắc chính là bọn chúng. Người đám hoàng phủ á thì tất đại lý này á làm gì còn cao thủ. Diệp Nhị Nương nói: hai người nói cái gì gì đại náo hoàng phủ như trở bàn tay, cắt đầu hoàng đế đại lý như lấy đồ trong túi. Ta đã bảo là không dễ như vậy đâu, bây giờ đã tin chưa? Dân trung hạt bỗng nói: đại ca sao mấy đến bây giờ không thấy? Mất 3 ngày rồi. Trước nay đại ca có sai hẹn bao giờ đâu? Hay là Diệp Nhị Nương nói tiếp: hay là xảy ra chuyện gì rồi hả? Nam Hải Nhạc Thần cáo nói móc: lão đại bảo chúng mình đợi đủ 7 ngày, bây giờ mới có 4 hôm, sao người nôn nóng vậy? Lão đại là hạng người đâu phải như người đâu, đánh không lại người ta liền cốp đuôi mà chạy. Diệp Nhị Nương đáp: đánh thua bỏ chạy mới là bậc tuấn kiệt tức thời. Ta chỉ sợ đại ca bị 7-8 đứa dây đánh, dù kém thế vẫn không chịu thua, để cho xứng cái ngoại hiệu ác quán mãn doanh, đứng đầu tứ ác. Nam Hải Nhạc Thần nhổ toẹt xuống đất nói: lão đại hoành hành thiên hạ có sợ gì ai, làm sao xảy tay ở cái nước đại lý bé xíu này được? Có bà nó, ta đói rồi. Vừa nói vừa cầm cái đùi bò đưa vào đống lửa nướng, chẳng mấy chốc mùi thịt ngon lành bốc lên nức mũi. Một Uyển Thanh lẩm bẩm: cứ nghe bọn họ nói chuyện thì mình ngủ mất 3 ngày rồi, không biết có được tin tức gì về Đoàn Lang chưa.
4 ngày nàng chưa được ăn gì, đói như cào ruột, ngửi thấy mùi thịt nướng thơm tho, bất giác nuốt nước miếng. Chỉ có vậy mà Diệp Nhị Nương đã biết rồi. Mụ cười hỏi: "À, cô em đói rồi phải không? Đã tỉnh giấc sao còn làm bộ ngủ say không cửa quậy? Có muốn xem mặt lão tứ cùng hung cực ác Dân Trung Hạc không?" Nam Hải Ngạc Cần biết Dân Trung Hạc hiếu sắc hơn mạng sống, để gã nhìn thấy dung nhan Mộc Uyển Thanh thì y dù chết cũng đành chịu, chứ quyết không bỏ qua. Lão liền cắt một miếng thịt lớn, nửa sống nửa chín, ném cho nàng và bảo: "Đem ra ngoài xa ngồi mà ăn, đừng có nghe trộm chuyện của chúng ta." Mộc Uyển Thanh giả giọng khàn khàn cho thật khó nghe, hỏi lại: "Chồng của ta qua chưa?" Nam Hải Ngạc Cần bực tức đáp: "Con bà nó, ta thân hành qua bên đó tìm khắp trên núi dưới khe mà cũng chẳng thấy tung tích y đâu. Tức là y chưa chết nhưng không biết ai cứu đem y đi. Ta đã chờ y 3 ngày rồi, còn chờ thêm 4 ngày nữa là 7. Nếu y không đến, ta sẽ đem mi ra mà nương đó." Mộc Uyển Thanh yên dạ nghĩ cần Nam Hải Ngạc Cần không phải tầm thường, lão đã nói Đoàn Lang chưa chết thì nhất định đúng rồi. Không biết chàng có nhớ ta mà đến đây không nữa. Nàng lượm miếng thịt bò lên, uể oải đi về phía sau núi. Vì nhịn đói lâu ngày, nàng mệt nhọc quá chừng. 3 ngày ròng rã, nàng ngồi không cử động, vết thương trên vai cũng đã khép miệng. Diệp Nhị Nương hỏi Nam Hải Ngạc Cần: "Cái gã tiểu tử của Tam Đệ đó hay ở điểm nào mà ngươi lại luyến tiếc như vậy?" Nam Hải Ngạc Cần cười ha hả nói: "Gã đó căn cốt giống ta như hết, đem nghề võ phái Nam Hải truyền thụ cho, chắc gã có thể theo được đến chỗ tinh vi ảo diệu. Trong thiên hạ có Tư Ác, Nhạc Lão Nhị không đứng hàng đầu, nhưng nếu nói về môn đồ, ta dám quyết không ai có được tinh đồ đệ hay như ta." Mộc Uyển Thanh đi mỗi lúc một xa, còn văng vẳng nghe tiếng Nam Hải Ngạc Cần khoe học trò mình là một nhân vật thế gian hy hữu. Lòng nàng nửa phần hoan hỷ, nửa phần sầu bi. Bất giác nàng lại bật cười, tự nghĩ: Đoàn Lang chỉ là một gã thư sinh ương gàn, ngoài cái gan dạ phi thường, chàng có hiểu võ nghệ gì đâu. Vậy mà Nam Hải Ngạc Cần coi chàng như bửu bối. Thôi, phái Nam Hải đã đến ngày lụng bại. Nàng tìm chỗ gắn vẻ kín đáo, ngồi xuống xé thịt bò ăn. Tuy đói ngấu mà miếng thịt tới 3-4 cân đó, nàng chỉ ăn hết độ non nữa. Nàng ngấm ngầm suy tính: đến ngày thứ 7 mà Đoàn Lang không tới, tức là chàng phụ bạc rồi. Ta phải tìm cách trốn khỏi nơi này. Rồi nàng lại tự hỏi: ta thoát thân để sống mà làm gì? Rồi lại thấy chua xót trong lòng. Cứ như thế tâm thần bất định, chẳng mấy chốc đã mấy ngày qua. Cái mùi vị 3 thu gom lại một ngày kia, bây giờ nàng mới nếm mùi. Ngày ngày, đêm đêm, nàng chỉ mong dưới chân núi vọng lên một chút thanh âm. Dẫu chẳng phải Đoàn Dự đến, cũng còn hơn là cứ ngóng cổ trông chờ. Thêm 1 giờ, nàng thấy khổ sở hơn một chút. Lúc nào cũng canh cánh, nghĩ ngợi gần xa. Dẫu chàng có lòng đi kiếm ta, thì treo đèo vượt suối cũng đâu có dễ dàng gì. Ngày 1, ngày 2, chắc gì tới được. Đến hôm nay mà chàng chưa đến, thì chắc là không đến rồi. Chàng không muốn bái cái gã Nam Hải Ngạc Cần kia làm thầy, chẳng lẽ cũng không một chút tình nghĩa gì với ta sao? Vậy sao chàng lại ôm ta, hôn ta, bằng lòng lấy ta làm vợ chứ? Mộc Uyển Thanh càng nghĩ càng chua chát. Lời sư phụ nàng nói, khắp thiên hạ chẳng có chàng trai nào là không bạc tình phụ nghĩa, lại văng vẳng bên tai. Sao nàng lại nghĩ: biết đâu Đoàn Lang không phải hạng người này. Nhưng rồi nàng cho mình nghĩ như vậy chẳng qua là tự dối. Suốt trong mấy ngày này, Nam Hải Ngạc Thần, Dân Trung Hạc và Nhịp Dị Nương đều nóng lòng chờ đại ca Ác Quán Mãn Doanh, không ai quấy rầy đến Mộc Uyển Thanh. Tuy nhiên thân phận nàng chẳng khác chi con kiến bò trong chảo nóng, buồn bực bồn chồn.
chỗ nàng ngồi cách ba người khá xa, nhưng họ tranh luận oan oan, nàng vẫn nghe được lẩm bẩm. Đến tối hôm thứ sáu, Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm: ngày mai là ngày cuối cùng rồi, gã bạc tình kia chắc là không tới. Tối nay ta phải len lén trốn đi mới được. Nếu đợi đến sáng mai, thật khó mà thoát thân. Nàng đứng lên dặn dẹo người một hồi. Sau sáu ngày nghỉ ngơi, tinh thần tuy chán nản, nhưng vết thương nhờ có thuốc linh nghiệm cũng đã khỏi 7-8 phần. Nàng nghĩ thầm: ta phải chờ lúc ba người tranh luận sôi nổi, sẽ lánh xa đây chừng vài trăm trượng, tìm chỗ hang hốc nào ẩn náu tạm thời. Bọn họ rượt theo mình, tất chia nhau đi lùng tận đâu đâu, quyết không bao giờ nghĩ mình còn lẩn quất quanh đây. Chờ cho họ đuổi thật xa, bây giờ mình hãy ra đi mới là thượng sách. Thế nhưng nàng lại nghĩ: họ với ta không thù không oán, đuổi theo mình làm gì? Ta bỏ trốn cũng vậy, không bỏ trốn cũng vậy, họ đâu có để tâm. 3-4 lần nàng dậm bước toan đi, nhưng rồi vẫn khắc khoải nhớ tới Đoàn Dự. Biết đâu sáng mai chàng đến, mình mà bỏ đi, e rằng suốt đời không còn ngày tái hội. Có khi chàng đến tìm mình dạng nghĩa đồng sinh đồng tử, vậy mà mình không có mặt tại đây, tất chàng sẽ bị Nam Hải Ngạc Thần giết vì không chịu thờ lão làm thầy. Chẳng quá ra mình mang tội. Nàng bụng rối như tơ giò, nghĩ tới nghĩ lui, đến lúc hừng sáng vẫn chưa quyết định được. Trời sáng rõ, nàng chép miệng thở dài: thế anh chàng bạc hạnh vô tình có đến hay là không cũng mặc kệ, Mộc Uyển Thanh đành chết tại đây. Nàng lúc sầu khổ dày dò, bất tình lình nàng nghe cách chừng vài chục trượng một tiếng bịch, có vật gì đó rơi xuống bụi rậm. Nàng giật mình không biết là cái gì, liền nằm phục xuống để nghe ngóng. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì nữa, nàng từ từ đi tới xem. Nàng đến bên bụi rậm và đám cỏ cao nhìn vào, khiếp quá, 6 cái xác trẻ con, cái nằm ngang cái nằm ngửa quay ra đó. Mộc Uyển Thanh sợ quá, lưng toát mồ hôi lạnh ngắt. Trong đám xác chết này có cả đứa con trai mà hôm trước Diệp Nhị Nương bồng trên tay. Nàng nhớ lại lời Nam Hải Ngạc Thần, lẩm bẩm một mình: cái con mụ vô ác bất tác Diệp Nhị Nương này, quả nhiên mỗi ngày giết một đứa hài nhi, không hiểu để làm gì. Trong 6 ngày qua mụ đã giết 6 đứa nhỏ rồi. Trong 6 cái thi hài trẻ con này, chỉ có một đứa quần áo sạch sẽ diêm dúa, còn 5 đứa kia toàn áo vải quê mùa thô kệch, ra kiểu con nhà làm ruộng, chắc là mụ bắt trộm trong các nông gia trên núi Vô Lượng. Mộc Uyển Thanh cũng vào hạng đa sát, nhưng chỉ giết toàn bọn hào khách giang hồ toàn xâm phạm đến nàng. Hành động tàn sát trẻ con này làm cho nàng vừa căm giận vừa sợ hãi, bất giác run lên bần bật. Đột nhiên trước mặt Mộc Uyển Thanh bóng xanh thấp thoáng, một người đi nhanh như bay xuống núi, cứ liên tiếp nhô lên hạ xuống như ma quỷ ẩn hiện. Đó chính là Diệp Nhị Nương. Mộc Uyển Thanh thấy khinh công của mụ mà giật mình nghĩ thầm: trời, sư phụ ta cũng không tài nào đuổi kịp mụ. Rồi đột nhiên hai chân nàng bủng rủng ngồi phệt xuống đất. Mộc Uyển Thanh ngẩng người ra một lúc, rồi đem đặt 6 cái xác hài nhi vào một chỗ. Nàng lấy đá và đất cát lấp lên để làm cái mộ. Bỗng phía sau một luồng gió thổi đến mát rượi, nàng ứng biến rất mau lẹ, nhúng chân trái lên một chút, đưa người về phía trước tránh khỏi. Chợt nghe phía sau nổi lên một trận cười the thé như tiếng kim khí cọ sát vào nhau. Kế đến tiếng gọi: tiểu cô nương, chồng cô bỏ cô rồi còn mơ tưởng làm chi nữa, hay là cô theo ta có hơn không? Chính là lão cùng hung cực ác Dân Trung Hạc. Thanh âm vừa đến, người đã đến theo, bàn tay vươn ra toan chụp lấy vai Mộc Uyển Thanh. Bỗng một luồng chưởng phong từ mé bên phóng đến gạt phát tay Dân Trung Hạc. Đó là Nam Hải Ngạc Thần nổi hung oang oang quát: lão tứ, phải nhằm hại ta không cho mi càn rỡ như vậy đâu. Dân Trung Hạc không nắm được Mộc Uyển Thanh, nhảy ra xa đến ngoài 10 trượng, rồi vừa cười vừa nói: Tam ca có thu được chồng thị làm đồ đệ đâu mà giận thị là người của phái Nam Hải.
Mộc Uyển Thanh nhìn Vân Trung Hạc người cao lêu nhiêu, lại gầy như que củi, toàn thân trông như cây tre, bộ mặt dài ngoằng, trông mà phát khiếp. Nam Hải ngạc thần gầm lên: Sao mày biết đồ đệ ta còn tới? Phải chăng mày giết chết đồ đệ ta rồi? Chắc là mày thấy y có tư cách đặc biệt hơn đời, cũng muốn thu y làm đồ đệ. Mày bức bách xong y không chịu nên mày giết đi. Thế là mày phá tan sự nghiệp của ta rồi. Ta phải đập chết mày trước đã, rồi sau đó sẽ hỏi tội. Nam Hải ngạc thần ngang ngược hết chỗ nói. Lão chẳng thèm hỏi Vân Trung Hạc xem có tật vậy hay không, cứ hùng hùng hổ hổ nhí sổ vào. Vân Trung Hạc kêu lên: Đồ đệ của lão á, mắt tròn hay là méo, ta đã biết đâu mà nói chuyện thu nạp phải không? Y vừa nói vừa lẹ làng tránh khỏi hai đòn Nam Hải Ngạc Thần đánh tới nhanh như chớp. Nam Hải Ngạc Thần vẫn chửi mắng thậm tệ: Đồ quần tròn, ai mà tin miệng mi được? Mày đánh nhau với kẻ khác bị thua, rồi đem nỗi căm hờn trút lên đầu đồ đệ ta. Vân Trung Hạc hỏi: Đồ đệ lão huynh á, là trai hay là gái? Nam Hải Ngạc Thần đáp: Mày còn hỏi vẫn giờ, ta thù nữ đồ đệ vậy làm gì? Vân Trung Hạc nói: Vân Trung Hạc này á, chỉ bắt đàn bà con gái, vừa bắt con trai bao giờ, lão huynh không biết sao? Nam Hải Ngạc Thần đang nhảy lên trên không, nghe y nói có lý, vội vàng dùng thế thiên cân trụy cầm người rơi xuống, chân phải đạp lên một tảng đá, y quát lớn: Vậy thì đồ đệ của ta đi đâu? Sao đến giờ này chưa lên đây bái sư? Vân Trung Hạc cười nói: Chuyện của phái Nam Hải ta đâu cần biết làm gì. Nam Hải Ngạc Thần ngóng đợi Đoàn Dự đã sốt ruột bực dọc lắm rồi, y cáo tiếc quát lên: Người dám nói móc ta có phải không? Một Yểm Thanh đứng ngoài nghĩ thầm: ta nhân cơ hội này chọc cho hai lão đánh nhau chí mạng thì hay quá rồi. Nàng bèn nói xen vào: Đúng rồi đó, ắt là cái gã Vân Trung Hạc này hại học trò của tiền bối rồi đó. Nếu không chàng ở trên đỉnh núi cao như vậy làm sao mà xuống được? Cái gã Vân Trung Hạc này kinh công ghê gớm, chắc là lẻn lên trên đó đem học trò của tiền bối đến chỗ nào khuất nẻo mà giết đi rồi, để phái Nam Hải mất đi một nhân tài lợi hại. Nếu không thì sao, thi thể cũng không tìm thấy. Nam Hải Ngạc Thần vỗ trán quát hỏi Vân Trung Hạc: Lão tư, mày có nghe chở đồ đệ ta nói đó không? Mày còn chơi quan nữa thôi. Một Uyển Thanh vừa khóc vừa nói tiếp: Đoàn Lang có bảo với tiểu nữ là chàng gặp được một nhân vật như sư phụ thu nạp làm đồ đệ, thật là đã tu được mấy kiếp. Chàng sẽ cố công rèn luyện võ nghệ, làm rạng rỡ với Nam Hải, để cho cái tên Nam Hải Ngạc Thần của sư phụ càng thêm nổi tiếng, để cho bọn ác quán mãn doanh, vô ác bất tác trông thấy mới thèm nhỏ dãi ra. Ai ngờ cái tên Vân Trung Hạc sinh lòng độc ác, đang tài giết mất rồi. Rồi sư phụ tìm đâu ra tên đồ đệ giống mình như vậy nữa? Mỗi câu Mộc Uyển Thanh nói ra là Nam Hải Ngạc Thần lại vỗ trán gật đầu. Nàng tiếp: Xương hậu chẩm của Đoàn Lang giống hệt như là sư phụ vậy à. Thiên tư chàng cũng thông minh, chẳng kém gì sư phụ. Nếu chàng không bị hại thì trên thế gian này quyết sẽ không còn người thứ hai nào thập phần hoàn hảo như chàng. Sau này phải Nam Hải tất nhiên phải nhảy lên hàng đầu võ lâm. Cái lão Vân Trung Hạc này vì lòng ghen tức ngấm ngầm theo dõi để phá đại cuộc của sư phụ. Vậy mà sư phụ không báo thù cho đồ đệ, tiểu nữ e là thiên hạ sẽ phỉ nhổ sư phụ là người hèn nhát, để kẻ khác giết học trò của mình, phá hoại môn phái nhà mình mà cũng không dám làm gì. Nam Hải Ngạc Thần nghe tới đây mặt đỏ bừng, mắt nảy lửa, hét lên một tiếng thật to, nhí sổ vào Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc biết mình võ công không bằng Nam Hải Ngạc Thần, lão lại biết rõ Nam Hải Ngạc Thần bị Mộc Uyển Thanh khiêu khích, không thể phân trần ngay được, thôi thì đánh voi chẳng xấu mặt nào. Thấy Nam Hải Ngạc Thần xô tới, lão không kháng cự chi hết, cắm đầu chạy dài. Nam Hải Ngạc Thần hai chân nhún một cái cũng đuổi theo ngay. Mộc Uyển Thanh kêu lên: Lão tứ đó có tật giật mình bỏ chạy rồi, nếu y không giết đồ đệ của lão gia sao không đứng lại mà cãi? Nam Hải Ngạc Thần kêu rống lên: Đúng
nghe cũng có lý. Mi phải đền mạng cho đồ đệ ta. Hai người một chạy trước một đuổi sau, chớp mắt đã quanh ra phía sau núi. Một Uyển Thanh mừng thầm, chốc lát lại nghe tiếng Nam Hải Ngạc Thần gầm lên mỗi lúc một gần. Hai người đuổi nhau vòng mé sau núi quay về. Khinh công Vân Trung Hạc cao hơn Nam Hải Ngạc Thần nhiều, cái thân hình cao lêu nghêu tựa như bay loang loáng trên không, chân không chấm đất. Nam Hải Ngạc Thần đuổi sau lão một quãng khá xa, không tài nào kịp. Hai người chỉ thoáng qua trước mặt một Uyển Thanh, chớp mắt đã lại chuyển qua mé sau núi. Vân Trung Hạc chạy trở lại lần thứ hai, thấy Nam Hải Ngạc Thần vẫn còn ở đằng xa, liền xòe bàn tay chụp lấy một Uyển Thanh. Một Uyển Thanh thất kinh, giãy tay phải một cái ngay đến dưới, mũi tên độc phóng ra. Vân Trung Hạc né qua bên trái nửa thước tránh khỏi, không hiểu lão chuyển mình như thế nào mà quờ tay đến trước mặt một Uyển Thanh rồi. Nàng né tránh chậm một chút, cái gió thổi vào má mát rượi, thì ra tấm khăn che mặt đã bị lão giật mất. Vân Trung Hạc thấy một Uyển Thanh dung nhan tuyệt thế, ngây người ra mà nhìn, chép miệng ra vẻ thèm thuồng, người khen bằng một giọng the thé rất khả ú. Đẹp quá, cô em thật là xinh, giá như lẳng lơ thêm một tí thì thật là thấp toàn thấp mấy. Chưa dứt lời, Nam Hải Ngạc Thần đuổi đến nơi, phóng ra một chưởng đánh vào phía sau. Vân Trung Hạc dừng chân, vận nội công đánh lại một chưởng. Hai luồng điện lực chạm nhau phát ra tiếng nổ rung rợn. Sức ép của không khí là một Uyển Thanh ngạt thở. Một vùng đường kính rộng chừng hơn 10 trượng đất cát bay lên mù mịt. Vân Trung Hạc mượn sức của Nam Hải Ngạc Thần nhảy giọt ra xa hơn 2 trượng. Nam Hải Ngạc Thần thét lên: "Đỡ thì ba chưởng nữa xem nào." Vân Trung Hạc cười nói: "Lão huynh đuổi không kịp ta, mà ta đánh cũng không lại huynh. Dù một ngày một đêm nữa cũng chả ai làm gì được ai." Hai người đuổi nhau đã xa mà các bụi vẫn còn mù mịt. Một Uyển Thanh nghĩ bụng: "Ta phải tìm cách cản đường Vân Trung Hạc. Nếu cứ để mặc họ thế này thì vĩnh viễn Nam Hải Ngạc Thần không đuổi kịp." Nàng chờ cho Vân Trung Hạc dòng trở lại gần tới nơi, xông ra đón đường, bất tài phải luôn mấy cái, 6-7 mũi tên nhằm Vân Trung Hạc phóng tới, quát to: "Đền mạng cho lang quân của ta!" Vân Trung Hạc nghe trên không vang lên những tiếng giúp giúp giúp, ám tiễn bay đến rất là ghê gớm. Lão phải liên tiếp nhô lên cúi xuống để tránh. Một Uyển Thanh tuốt kiếm xoạt một cái nhằm Vân Trung Hạc đâm luôn hai nhát. Vân Trung Hạc hiểu rõ tâm lý của nàng, không rút khí giới ra đối địch, chỉ lạng người né tránh. Dù mau lẹ tới đâu, Vân Trung Hạc cũng phải dừng lại giây lát đối phó với một Uyển Thanh. Nhưng thế mà Nam Hải Ngạc Thần đuổi tới nơi, phóng luôn cả hai bàn tay dồn dập chưởng lực giật lấy Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc cười gằn nói: "Lão tham, ta nhường nhịn ngươi á mấy lần là để khỏi tổn thương hoạt khí của tứ đại ác nhân mà thôi, chứ ta sợ gì ngươi?" Nói rồi lão thò tay về phía sau rút cương trảo ra, hai tay cầm hai cây cương trảo dài 3 thước, trên ngọn có bàn tay giống như tay người, ngón tay xòe ra, đầu ngón tay đều có ánh sáng lập lòe. Vân Trung Hạc cầm song trảo gác chéo che trước mình, dường như để giữ thế thủ chứ không ra kiểu tấn công. Nam Hải Ngạc Thần hớn hở nói: "Hay lắm, 7 năm không gặp, hóa ra người đã luyện thành một món binh khí cổ quái, xem lão tử đây." Nói rồi rút khí giới trong bọc đeo trên lưng ra. Một Uyển Thanh biết mình có xông vào vòng chiến cũng vô ích, liền lui về phía sau mấy bước. Nam Hải Ngạc Thần tay phải cầm một thanh đao hai lưỡi như cái kéo, lưỡi dài có răng sáng loáng giống hàm răng cá sấu nên gọi là ngạc chủy tiên. Tay trái sửa cây roi có răng cưa giống như đuôi cá sấu nên gọi là ngạc dĩ tiên. Vân Trung Hạc liếc mắt nhìn hai thứ thế giới khác thường của Nam Hải Ngạc Thần, rồi đột nhiên giơ cây cương trảo bên hữu quay về phía Nam Hải Ngạc Thần bổ xuống. Nam Hải Ngạc Thần dung cây ngạc dĩ tiên cầm nơi tay trái lên gạt đánh chát một tiếng. Vân Trung Hạc nhanh như chớp, trảo phải chưa về, trảo trái đã bổ theo. Bỗng nghe đánh choang một tiếng, Nam Hải Ngạc Thần đã dung cây ngạc chủy tiên lên cho răng cắn vào cây cương trảo của Vân Trung Hạc,
cương cáo này len toàn bằng thép tốt, cứng rắn vô cùng. Thế mà cây ngạc thủy tiên không biết đúc bằng thứ gì mà nghiến đứt được 2 trong 5 ngón tay ở cây cương cáo. Ý là nhờ dân Trung Hạc lẹ tay rút cương cáo về nhanh nên mới còn lại 3 ngón. Tuy nhiên y đã luyện rất thành thục phép đánh cương cáo, cả 10 ngón tay ở 2 cây thì mỗi ngón có một tác dụng riêng, cục mất 2 ngón uy lực giảm hẳn. Nam Hải Ngạc Thần vừa cười vừa qua cây ngạc dĩ tiên quất ngược lên. Đột nhiên một bóng xanh ở đâu lẹ làng len vào giữa hai bên, té ra là Diệp Nhị Nương. Tay trái mụ khẽ đẩy cây ngạc dĩ tiên cho dân Trung Hạc nhảy ra ngoài. Diệp Nhị Nương hỏi: Lão Tam, Lão Tứ à, tại sao hai người trong một nhà lại đánh nhau? Mụ liếc qua nhìn Mộc Uyển Thanh, thấy nhan sắc nàng, lập tức sắc mặt đổi hẳn. Mộc Uyển Thanh thấy Diệp Nhị Nương lại bồng trên tay một đứa con trai nhỏ chừng 3-4 tuổi, áo mũ đều may bằng đính, mắt sáng môi hồng, trông thật dễ thương. Nàng biết ngay lúc nãy mụ xuống núi là để đi bắt trẻ con về chơi. Mắt mụ phóng ra những tia sáng kỳ dị. Mộc Uyển Thanh phải quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt mụ nữa. Đứa nhỏ bỗng la inh ỏi: Cha ơi, Sơn Sơn muốn về với cha. Diệp Nhị Nương lại dở giọng hiền từ ra dỗ nó: À Sơn Sơn à, ngoan, nín ngay đi, chờ chút xíu nữa cha con sẽ về tới mà. Mộc Uyển Thanh nhớ đến 6 cái xác trẻ con quăng trong bụi rậm lúc nãy, giờ lại nghe cái giọng từ ái thân thiết của mụ dỗ về đứa nhỏ, chợt thấy sởn gai ốc. Dân Trung Hạc vừa cười vừa hỏi Diệp Nhị Nương: Nhị tỷ, Lão Tam vừa luyện được thanh ngạc quý tiên và cây ngạc dĩ tiên cực kỳ lợi hại, ta vừa cùng lão chơi thử mấy đường, không thể nào địch lại được 2 thứ khí giới ghê gớm của lão. Còn nhị tỷ, trong 7 năm này có gì mới lạ không? Nghe rằng nhị tỷ cũng không địch lại 2 thứ khí giới mới của lão đâu. Dân Trung Hạc tuyệt không đã động gì đến chuyện Nam Hải Ngạc Thần ngờ oan cho mình đã giết đồ đệ của lão, mà chỉ nói mấy câu cốt để dụ Diệp Nhị Nương và lão Nam Hải Ngạc Thần đánh nhau. Nhưng từ lúc đang đi lên núi, Diệp Nhị Nương đã nhìn thấy rõ 2 lão đánh nhau chí mạng, đâu phải cuộc luyện võ bình thường. Mụ cười rùi đáp: 7 năm nay ta chỉ luyện nội công mà thôi, chểnh mạng các món binh khí quyền cước, nhất định không địch nổi lão Tam nữa. Đột nhiên từ lưng chừng núi có tiếng người quát lớn: Bớ yêu phụ, mày cướp con ta làm chi, phải trả lại cho ta mau. Thanh âm chưa dứt, người đã đến đỉnh núi, thân pháp thật là nhanh nhẹn. Người đó chừng độ trên dưới 40, mặc áo gấm đoạn màu xanh lục, tay cầm trường kiếm. Nam Hải Ngạc Thần quát lớn: Ngươi là đứa nào, sao dám lên đây là hối ôm sọ? Đồ đệ ta có phải người bắt không? Diệp Nhị Nương cười đáp: À, vị lão sư này là trưởng môn Đông Tông Vô Lượng Kiếm Tả Tử Mục tiên sinh, kiếm pháp tinh diệu đa đành, mà đẻ được đứa con cũng mập mạp dễ thương quá. Mộc Uyển Thanh lúc này mới hiểu ra, thì ra Diệp Nhị Nương không kiếm được đứa trẻ con nào trong núi Vô Lượng, cho nên bắt luôn con nhỏ của trưởng môn Vô Lượng Kiếm. Diệp Nhị Nương nói: Tả tiên sinh, ta thấy lệnh lang kháo khỉnh quá, mượn về chơi bữa, sáng mai ta sẽ đem trả mà, thà tất là nóng nảy. Mụ vừa nói vừa hôn hít vuốt da Sơn Sơn. Tả Sơn Sơn thấy cha vừa đến, khóc và gọi to: Cha, cha ơi. Tả Tử Mục bước lại gần, chìa tay ra nói: Tiểu nhi ngỗ nghịch lắm, chẳng có gì dễ thương đâu, xin mau đưa trả lại, tại hạ thật là cảm kích. Y trông thấy con rồi, giọng điệu đổi ra khách khí, chỉ sợ người đàn bà kia nhả kình lực giết chết con y. Nam Hải Ngạc Thần cười nói: Đã vào tay hung thần ám sát Diệp Tam Nương, thì đến ngày thái tử hay công chúa con hoàng đế cũng đừng hòng trả lại nữa. Tả Tử Mục rung mình, y hỏi: Ông nói Diệp, Diệp Tam Nương nào đó? Bà ta có họ hàng thân thích gì với Diệp Dĩ Nương không? Tả Tử Mục thường nghe trong tứ đại ác nhân có Diệp Nhị Nương,
mỗi ngày bắt một đứa trẻ về chơi đùa, đến tối giết chết. Sợ là nay Diệp Tam Nương cũng là chị em gì với Diệp Nhị Nương, nếu tính cách giống nhau thì thật là hỏng bét. Diệp Nhị Nương hớn hở cười tươi đáp: À, lão Tam này nói chuyện tào lao, chứ trên cõi đời này có ai là Diệp Tam Nương đâu à. Chỉ có Diệp Nhị Nương là ta nè. Tả Tử Mục mặt cắt không còn hột máu. Từ lúc con lão bị bắt, lão cố sức đuổi theo mụ. Trên đường đã nhận ra võ công mụ hơn mình nhiều lắm. Ban đầu lão chỉ tưởng mụ là một người đàn bà nào chưa quen biết, lại không thù oán, thì dù con mình có bị bắt cũng chả đến nỗi nào. Bây giờ biết ra chính mụ là người thứ hai trong tứ ác, tên gọi Diệp Nhị Nương, thì chẳng còn hồn vía nào nữa. Lão chẳng biết nên phát tháo hay nên năn nỉ, dường như có vật gì chẹn họng, nghẹn lời không thốt ra được. Diệp Nhị Nương tiếp: Các người trông đây ha, đứa nhỏ này á nhuận da thấm thịt, huyết sắc hồng hào, da mịn óng ánh à. Quá là con nhà võ học danh gia, so với bọn nông phu điền tốt thật khác nhau một trời một vực. Mụ vừa giơ đứa nhỏ ra ánh mặt trời để ngắm nghía, vừa tấm tắc khen hoài, tựa hồ như các bà đi chợ mua gà vịt chọn giống tốt miếng ngon. Tả Tử Mục trông thấy mụ thèm nhỏ dãi, tưởng chừng đem con mình làm thịt ăn tới nơi, không khỏi vừa sợ vừa tức. Dẫu biết không thể nào địch lại, nhưng y cũng thí mạng, lập tức sử chiêu bạch hồng quán nhật, mũi kiếm nhắm ngay yết hầu mụ ta đâm tới. Diệp Nhị Nương cười khan một tiếng, nhẹ nhàng đưa Sơn Sơn ra. Nhát kiếm kia của Tả Tử Mục nếu như tiếp tục đâm vào thì trúng con mình trước. Cũng may y kiếm thuật tinh thông, chiêu số chưa hoàn tất đã lập tức thu về biến chiêu. Mũi kiếm ở trên không hơi rung một cái thành một đóa kiếm hoa, đâm xéo xuống đầu vai Diệp Nhị Nương. Mụ cũng không thèm né tránh, lại đưa Sơn Sơn ra chặn ngay trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, Tả Tử Mục đã đâm luôn trên dưới phải trái bốn thế liền. Diệp Nhị Nương chỉ nhàn nhã di chuyển Sơn Sơn, khiến cho bốn chiêu kiếm lợi hại của Tả Tử Mục đều chỉ ra được nửa chừng rồi phải ngừng lại. Sơn Sơn sợ quá khóc òa lên. Dân Trung Hạc bị Nam Hải Ngạc Thần đuổi mấy vòng, lại bị gãy mất hai ngón tay cương cảo, đang tức mình chưa có chỗ trút hận, đột nhiên nhảy sổ tới, tay trái cầm cương cảo bổ xuống đầu Tả Tử Mục. Tả Tử Mục qua ngược kiếm lên, dùng thế giảm hủy canh diễm, ánh kiếm dây bọc lấy tượng bàn để chống đỡ. Hai thứ binh khí chạm vào nhau bật ra những tiếng loảng choảng dây người. Tả Tử Mục chuyển sang thế thuận thủy thôi chu, toàn đưa mũi kiếm đâm vào ít đầu địch nhân, thì bỗng nhiên bàn tay cương cảo khép lại, giữ chặt lấy lưỡi kiếm. Tả Tử Mục không chịu buông kiếm, dựa dẫn nội công gắng sức giật mạnh một cái, làm hẳn người đi. Dân Trung Hạc nhanh như cắt giật ngay cây cương cảo ở tay phải xuống, trúng ngay vai lão. Cũng may mà cây cương cảo này có năm ngón, Nam Hải Ngạc Thần đã cắt mất hai, nên Tả Tử Mục mới bị thương nhẹ đi một chút, nhưng cũng máu chảy đầm đìa. Ba ngón tay cương cảo cắm vào xương vai lão. Dân Trung Hạc tiến lại bồi thêm cho một cước, Tả Tử Mục đã lăn xuống đất. Thế là mới mấy chiêu, một vị trưởng môn nổi tiếng đã bị loại ra ngoài dòng chiến. Nam Hải Ngạc Thần khen ngợi: Lão Tư giỏi đó, hai cây đồ chơi của người vẫn còn tốt chang. Diệp Nhị Nương cười hỏi Tả Tử Mục: Tả đại trưởng môn mà, người có gặp đại ca bọn ta không? Vai bên hữu Tả Tử Mục bị cương trảo quặp chặt, không nhúc nhích được. Lão cố nhịn đau đáp: Đại ca gáp vị là ai, ta chưa được gặp bao giờ. Nam Hải Ngạc Thần cũng hỏi lão: Người có gặp đồ đệ ta không? Tả Tử Mục đáp: Đồ đệ ngươi là ai, ta cũng chưa gặp. Nam Hải Ngạc Thần giận dữ nói: Người đã bảo không biết đồ đệ ta, sao biết chưa gặp y? Quân chó thật là khá ốt. Ta mũi, đem con y ra làm thịt ăn đi. Diệp Nhị Nương đáp: Nhị tỷ của ngươi đâu có ăn thịt trẻ con. Tả đại trưởng môn mà, ngươi đi đi, bọn ta không giết ngươi đâu. Tả Tử Mục ấp úng: Diệp Nhị Nương, nếu bà tha ta thì trả luôn cả con
lại cho ta đi. Ta sẽ kiếm 3-4 đứa nhỏ khác đem đến đánh đổi. Ta mổ vĩnh viễn cảm tạ đại đức. Diệp Nhị Nương cười hì hì đáp: À, vậy càng hay. Ngươi tìm 8 đứa nhỏ đến đây, ta đổi cho. Bọn ta đây 4 người, mỗi người bồng 2 đứa, đủ dùng cho ta 8 ngày rồi. Lão Tứ à, tha cho y về. Nhân Trung Hạc mỉm cười, nhả cơ quan cho các ngón tay cương cảo mở ra. Tá tướng Mục được buông tha, nghiến răng đứng dậy, tá dài Diệp Nhị Nương, rồi thò tay ra toan bế con. Diệp Nhị Nương cười nói: Ê, ngươi cũng là nhân vật giang hồ mà sao không hiểu lệ luật chi cả? Ngươi phải đem 8 đứa nhỏ lại đây, ta mới đổi cho chứ. Tả Tử Mục thấy con mình bị Diệp Nhị Nương ôm giữ, rất lấy làm khó chịu, nhưng ở vào tình thế này, bèn gật đầu nói: Ta về kiếm 8 đứa nhỏ mập mạp đem đến, mong rằng Nhị Nương chăm sóc con cho ta. Diệp Nhị Nương không thèm để ý gì đến y nữa, miệng ậm ừ ru: Ơi, cháu nội ngoan à, bà cưng cháu lắm. Nguyên vì Tả Tử Mục đứng ngay trước mặt, mụ ta không thể gọi là con được. Thảo Tả nghe mụ gọi như thế, có khác nào tự coi là mẹ mình. Dở khóc dở cười, quay sang nói với con: Sơn Sơn con ơi, con ngoan lắm, hãy ở đây chờ cha. Lát nữa cha trở lại ngay để đón con về. Sơn Sơn cứ khóc ầm lên, dãy tưng tưng đòi ra giúp cha. Tả Tử Mục xiết bao bệnh rịn, cố nhìn con cho mấy cái, tay trái nắm lấy chỗ vai bị thương, toàn trở góp quay đi. Đột nhiên từ phía sau đỉnh núi vang đến một hồi còi sắt lanh lảnh liên miên bất tuyệt. Nam Hải Ngạc Thần cùng Dân Trung Hạc đều hớn hở vui mừng reo lên: Đại ca đến rồi! Hai người vội vã dùng dậy nhằm phía có tiếng hú, chạy nhanh như khói tỏa, chớp mắt đã khuất vào phía sau núi. Diệp Nhị Nương coi như không thấy gì, thản nhiên dỗ dành đứa nhỏ, rồi quay sang liếc nhìn Mộc Uyển Thanh, tươi cười bảo: Mộc cô nương à, khuôn mặt xinh xắn của cô lại có đôi mắt đẹp như vậy, càng nhìn càng thấy tuyệt vời. Tả đại trưởng môn, ngươi giúp ta một việc, đến đó móc tròng mắt cô bé đó ra. Thực ra Tả Tử Mục cũng chẳng muốn sinh sự với Mộc Uyển Thanh, nhưng bị Diệp Nhị Nương giữ mất đứa con bảo bối, bất đắc dĩ phải dâng lời mụ. Lão cầm thanh trường kiếm quát lên: Mộc cô nương, cô nghe lời Diệp Nhị Nương đi là hơn, để khỏi bị đau đớn thêm. Nói rồi đâm Mộc Uyển Thanh một nhát. Mộc Uyển Thanh tét lên: Mi thật là đồ tiểu nhân vô sĩ mà. Nàng dung kiếm lên chém lại, hai thanh kiếm chạm vào nhau choang choảng. Trao đổi 3 chiêu, nàng xoay mình qua né Tả, rồi đột nhiên khẽ phất tay cái, giết giết giết, 3 mũi tên bất ngờ nhằm Diệp Nhị Nương bay tới. Tả Tử Mục thoáng thế vội kêu lên: Đừng làm chết con ta! Không ngờ Diệp Nhị Nương chỉ phất tay áo một cái, cuốn gọn cả 3 mũi tên, hất ra một bên, tiện tay rút chiếc giày nhỏ ở chân Tả Sơn Sơn. Nhằm phía Mộc Uyển Thanh liện tới. Mộc Uyển Thanh nghe tiếng gió, quay lại dung kiếm gạt. Nàng mới bị trọng thương chưa khỏi hẳn, ra chiều không chính xác, chiếc giày sượt qua mũi kiếm bắn trúng vào hông nàng, đánh bịch một tiếng. Phải dựng nội công lên chống đỡ lại sức mạnh của cái giày ném vào, nàng đau ê cả người. Thanh kiếm rời khỏi tay rớt xuống đất, đánh choang một tiếng. Ngay lúc ấy, Diệp Nhị Nương rút nốt chiếc giày thứ hai ở chân Tả Sơn Sơn phóng tới, trúng vào lưng Mộc Uyển Thanh. Mắt nàng hoa lên, chân tay bủng rủng, quỵ xuống đất. Tả Tử Mục chỉ mũi kiếm vào ngực nàng, tay trái đưa ra toàn móc mắt bên phải. Mộc Uyển Thanh khẽ gọi lên một tiếng Đoàn Lan, rồi đứng người tới trước đón mũi kiếm của Tả Tử Mục. Thà chết còn hơn chịu cái nhục bị móc mắt. Tả Tử Mục được kiếm về, nhưng bỗng thấy cổ tay bị giật mạnh, trường kiếm bay lên trên không, lão lùi về phía sau 2 bước. Cả 3 người giật nảy mình, chẳng ai bảo ai, đều nhìn lên thanh kiếm. Thì ra nó bị một sợi dây câu cuốn đi. Đầu kia sợi dây là một chiếc cần sắt do một viên võ quan mặc áo vàng cầm trong tay. Người đó tuổi chừng trên dưới 30, mặt đầy vẻ anh hào, miệng đang cười mỉm. Diệp Nhị Nương nhận ra ngay, y là kẻ đã đấu với Dân Trung Hạc 7 hôm trước.
Võ công xem ra còn kém mình một chút nên không sợ hãi. Có điều không biết đồng bọn của y có tới hay là không. Mụ ta liền liếc mắt ngó qua, quả nhiên đã thấy một viên võ quan áo vàng khác đứng ở bên trái, bên hông đeo một đôi búa. Mụ đang định mở lời, bỗng nghe có tiếng động sau lưng, vội vàng quay lại, thấy ở hai góc đông nam và tây nam đều có một người đứng đó, mặc áo vàng, đầu quấn khăn theo lối võ quan, giống hệt hai người kia. Người ở phía đông nam cầm một đôi phán quan bút, còn người ở phía tây nam thì tay cầm một thanh thục đồng tề mi cung. Bốn người chia ra bốn góc thành thế bao vây. Bá Tử Mục lớn tiếng nói: "Thì ra bốn vị tứ đại hộ vệ trưởng cổ phó chu trong cung đã cùng đến. Hãy hạ vô lượng Tả Tử Mục xin kính chào." Nói xong hướng về bốn người phán một cái thật dài. Người hộ vệ tay cầm phán quan bút tên gọi Chu Đan Thần ôm quyền hành lễ, còn ba người kia không lý gì đến. Người đến đầu tiên tên Chữ Vạn Lý, vậy chứ cần câu, thanh trường kiếm rung động trên không lấp loáng phát quang dưới ánh nắng. Gã cười nhạt hỏi Tả Tử Mục: "Vô lượng kiếm là một phái võ có danh trong nước Đại Lý, không ngờ trưởng môn lại đốn mạc đến vậy. Đoàn công tử hiện giờ ở đâu?" Một Uyển Thanh đã quyết chịu chết, ngờ đâu gặp được cứu tinh, mừng rỡ không biết để đâu cho hết. Lại nghe họ hỏi đến Đoàn công tử, nàng càng chăm chú theo dõi. Tả Tử Mục ấp úng đáp: Đoàn công tử, mấy hôm trước tôi có gặp Đoàn công tử vài lần, bây giờ thì không biết ở đâu. Một Uyển Thanh nói: "Đoàn công tử bị đồng bọn của mụ này giết chết rồi." Nàng vừa nói vừa tỏ vào Diệp Nhị Nương, nói tiếp: "Cái gã tên là Cùng Hung Cực Ác Dân Trung Hạt, thân thể gầy nhom, cao liêu nghêu như cây tre." Chữ Vạn Lý kinh hoảng quát hỏi: "Có thật không? Là đứa nào?" Hộ vệ tay cầm thục đồng côn tên Phó Tư Quy, nghe nói Đoàn Dự đã chết, vừa đau lòng vừa tức tối, quát lớn: "Ta phải báo thù cho Đoàn công tử." Thì dung côn nhắm ngay Diệp Nhị Nương đập xuống. Diệp Nhị Nương nghiêng người tránh ra, gào lên: "Ôi trời ơi, tứ đại hộ vệ chữ cổ phó chu của nước Đại Lý các con ơi, các con sắp chết non làm cho mẹ xót xa trong dạ. Bốn đứa con yêu quý chết non kia, các con xuống suối vàng sớm quá vậy các con." Chữ cổ phó chu, bốn người tuổi tác chỉ kém mụ vài năm mà mụ tự xưng là mẹ, cứ rền rĩ: "Các con ơi, bốn đứa con yêu quý chết non ơi." Phó Tư Quỳ giận quá, thanh thục đồng côn múa lên dù dù, chỉ giây lát đã biến thành một dần khói màu vàng dây chặt mụ vào trong. Diệp Nhị Nương thấy bọn đứa con nhỏ của Tả Tử Mục đánh qua né lại giữa những đường côn, thủy chung vẫn không trúng đòn nào. Đứa trẻ sợ quá khóc ré lên, Tả Tử Mục vội kêu: "Hai vị ngừng tay, hai vị ngừng tay." Người hộ vệ đeo búa ở lưng quát lên: "Vô ác bất tác, Diệp Nhị Nương quả nhiên là danh bất hư truyền. Để cổ đốc thành này lãnh giáo cao chiêu." Tiếng nói chưa dứt, y đã xông vào dòng chiến, ra tuyệt chiêu bàn căng khát tiết thập bát phủ, chém bên phải một nhát, bên trái một nhát, sang vào hạ bàn. Diệp Nhị Nương cười nói: "Ê, thằng bé này vướng chân vướng tay quá, người chém chết nó giúp ta đi." Mụ hạ đứa bé trên tay xuống, đỡ ngay đầu búa. Cổ đốc thành giật mình thu búa về, ngờ đâu Diệp Nhị Nương phóng cước đá theo, trúng ngay đầu da y. Cũng may thân thể y tráng kiện, trúng cước chỉ hơi lảo đảo, lại tiếp tục xông lên đánh nữa. Diệp Nhị Nương lấy đứa bé làm lá chắn hộ mạng, khiến cho Cổ đốc thành và Phó Tư Quy bị kiềm chế rất nhiều. Tả Tử Mục hốt hoảng kêu lên: "Coi chừng thằng bé, cẩn thận, Phó huynh, con đó đánh hơi cao. Phó huynh, đừng để đầu búa chạm vào con tôi." Đang lúc hỗn loạn, đằng sau núi đột nhiên vọng tới tiếng sáo du du réo rắt, chỉ giây lát đã đến gần. Từ sau triền núi bước ra một người đàn ông trung niên cao nhã, mặc áo thụng râu ba chòm, đang ghé môi thổi một ống sáo bằng sắt. Chu Đăng Thần vội vàng bước tới bên cạnh y, hạ giọng nói mấy câu,
người kia vẫn tiếp tục thổi sáo, khúc điệu nhàn nhã, chậm rãi đi thẳng vào chỗ ba người đang đánh nhau kịch liệt. Bỗng nhiên tiếng sáo đổi sang gấp rút, khiến cho ai nấy nhức cả tai. Người kia dùng cả 10 đầu ngón tay bịt các lỗ sáo thổi mạnh, đầu ống sáo phụt ra một làn kình phong bắn thẳng vào mặt Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương kinh hãi, vội quay đầu qua né tránh, đầu sáo liền đâm ngay vào yết hầu. Biến cố đó nhanh đến kinh người. Tuy Diệp Nhị Nương ứng biến thần tốc, nhưng chân tay cũng không khỏi loạn quạng. Trong cơn nguy cấp, nửa người trên ngửa về đằng sau hơn một thước, đồng thời ném luôn Tả Sơn Sơn xuống đất, dùng tay chộp luôn vào ống sáo. Người áo tụng không để thằng bé rơi xuống, tay áo phất một cái cuốn lấy đứa trẻ. Diệp Nhị Nương tuy nắm được chiếc sáo nhưng thấy nóng bỏng như cục than hồng, kinh hãi nghĩ thầm: có bùi thuốc độc chăng? Rồi vội vàng buông tay, nhảy ra ngoài mấy bước. Người nọ phất tay áo, nhẹ nhàng ném Sơn Sơn cho Tả Tử Mục. Diệp Nhị Nương thấm thấy bàn tay phải người áo tụng đỏ chót như son, kinh hãi: trời, thì ra y đem nội lực thượng thừa truyền vào ống sáo, chứ không phải chất độc, chẳng khác nào vừa lấy ở trong lò đút ra. Mụ ta không tự chủ nổi, vội lui về phía sau mấy bước, cười nói: các hạ võ công ghê gớm quá, ta không ngờ trong nước Đại Lý có nhiều cao nhân đến như vậy, xin cho biết tôn tính đại danh. Người áo tụng mỉm cười nói: Diệp Nhị Nương gia lòng tệ tư, ta không kịp ra xa ngân tiếp, mong thứ lỗi. Đại Ly tuy nước nhỏ dân nghèo, cũng gắn đủ nghi lễ làm chủ nhân tiếp khách. Tả Tử Mục ôm được con rồi, vừa mừng vừa sợ xen vào: phải chăng các hạ là Cao Quân Hầu? Người lạ mặt không trả lời, quay sang hỏi Diệp Nhị Nương: Đoàn công tử đang ở đâu, mong được cho biết. Các bạn thân mến, như vậy Đoàn Dự đang ở đâu? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện kỳ sau.